thách anh biến iPhone thành Windows đó. Hả? Ảo thật đấy. Nó lại dễ. Win 11 luôn nha. 2022 rồi, ai còn dùng Win 10 nữa. Làm ván lên mình nhỉ? Thôi, đang giờ làm việc. Được. Thảo án. Edit video luôn. Trời, dễ chưa? Dễ chưa? Biến iPhone thành Windows. Rồi chạy giả lập Android. Hả? Kiểu gì? Nói chung là Windows xịn nha. Đéo tin. Đùa thôi, mình dùng ứng dụng TeamView để có thể điều khiển máy tính từ xa. Bạn nào chưa biết, lưu lại nha. Tiện phê đấy.